Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Tomato Hường. Trong video này, Hường sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt và sử dụng Zoom Meeting trên điện thoại. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể cài đặt và sử dụng Zoom Meeting ở trên máy tính và sử dụng một cách nhiều chức năng hơn và tiện lợi hơn ở trên máy tính. Ở video tiếp theo, Hường sẽ chia sẻ về cách sử dụng và cài đặt Zoom Meeting ở trên máy tính. Ok, trước khi mà bắt đầu cài đặt và sử dụng Zoom ở trên điện thoại di động, thì chúng ta hãy cùng xem một số hình ảnh ấn tượng mà Hường đã tổ chức dạy và học ở trên Zoom Meeting tuyệt vời như thế nào. Ở trên Zoom chúng ta có thể là nhìn thấy mặt nhau, chia sẻ, nghe thấy giọng nói cực kỳ mạnh và không có sợ bị dập hay là bị lỗi gì cả. Và ngoài ra trên Zoom chúng ta còn có thể là share màn hình để chúng ta chia sẻ những cái gì trên laptop. Nói chung tất cả các chức năng, các tính năng mà các bạn có thể giảng dạy và học đều sử dụng ở trên Zoom được. Chỉ có chạm nhau, bắt tay nhau là không được thôi. Ngoài ra toàn bộ những cái công cụ cần thiết để chúng ta giảng dạy và học tập ở trên Zoom dành cho những giáo viên dạy trực tuyến, học viên dạy trực tuyến, cả việc dạy và học ở trên trường và dạy và học ở các khóa học huấn luyện khác. Ok, bây giờ mọi người hãy xem những hình ảnh ấn tượng trước nha. Tuổi trẻ này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát, vui này thôi ai biết mai sau nhờ. Trong hành trình tìm kiếm mảng ghép, trước đây thì anh Mạnh cũng trằn trọc ở đâu đó rồi. Sau đó thì vào cái khóa chip đây sớp thì anh ấy lại có thể là đúng cái mảnh ghép của anh hay sao, anh làm rất là tốt. Nên là chúng ta bây giờ mình sẽ nghe chia sẻ của anh Mạnh là con số thực tế của anh bao nhiêu là trong vòng 3 tháng. Anh Mạnh ơi, hello, anh nghe em nói rõ không? Anh nghe rõ. Quay trở lại, Hường sẽ hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng ở trên điện thoại di động như thế nào. Bây giờ Hường sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt và sử dụng Zoom ở trên điện thoại nha. Nếu các bạn sử dụng hệ điều hành Android thì vào mục CH Play. Còn nếu mà đang sử dụng iPhone thì chúng ta vào App Store để chúng ta tải. Bây giờ chúng ta vào Play Store này, tức là CH Play của các bạn đó. Các bạn bấm vào cái mục search, các bạn tìm cái chữ Zoom. Đấy, có thể bấm search hoặc nó ra ngay đề xuất ở đây. Zoom Cloud Meeting, bấm vào đây. Ở đây chúng ta bấm vào nút Install, cài đặt nó. Sau khi cài đặt chúng ta bấm vào nút Open nó, mở nó ra, nút mở đó các bạn. Thì ở đây nè, khi mà cài đặt chúng ta chưa cần sign up, chưa cần đăng ký hay chưa cần sign in, chưa cần đăng nhập, thì chúng ta đã có thể tham gia cái cuộc meeting, tức là đang có thể tham gia cái lớp học của ai đó rồi. Nếu ai đó gửi cho bạn một cái ID mời bạn tham gia vào buổi Zoom, thì các bạn bấm vào nút Join Meeting. Và ở đây các bạn có thể là nhập cái ID Zoom vào đây là các bạn đã có thể tham gia rồi. Giả sử có Hường đã tự gửi cho mình một cái ID mời tham gia một cái buổi Zoom. Ví dụ Hường tự mời tham gia một buổi Zoom, ở đây người ta gửi cho mình một cái link. Một là chúng ta có thể nhấp vào cái link này chúng ta tham gia luôn. Hai là chúng ta nhập cái ID này nè, 9142777251, 9142777251, rồi bấm vào Join Meeting. Khi bấm vào Join Meeting, ở đây chúng ta bấm vào Got It hả? Rồi bấm vào Allow, cho phép nè. Bấm vào nút Allow, nút cho phép đó cả nhà. Rồi, ở đây thì có hai lựa chọn. Một là Join with Video, tức là chúng ta tham gia với cái video của điện thoại mình. Hai là chúng ta Join without Video. Thì các bạn có thể Join with Video, chọn ở trên ha, bấm vào đây. Thì nó đã kết nối cho mình tham gia một cái cuộc meeting khác. Chúng ta bấm vào Allow ha, cho phép. Rồi, như vậy thì nó đã kết nối với một cái buổi Zoom với một người nào đó đã tổ chức cái cuộc meeting này. Chúng ta bấm vào nút Join with Audio này nè. Ở Join with Audio có hai chế độ. Thì các bạn chọn chế độ Call via Device Audio, chọn ở trên đó. Thì lúc này mình nói thì bên kia đã nghe thấy mình nói rồi. Ở trên cái laptop của Hường hiện tại ấy, là nó đã có sự xuất hiện của Hường.
Đấy, ở trên điện thoại mọi người thấy chưa? Tóm lại là tại thời điểm này các bạn đã tham gia buổi Zoom của người khác rồi. Ở giao diện này các bạn click vô một phát là các bạn sẽ thấy có nút mute. Nếu như các bạn không muốn là người khác nghe thấy giọng nói của mình thì bấm vào nút mute. Đó, còn nếu mà muốn người khác nghe thấy giọng nói của mình thì các bạn bấm vào nút unmute. Còn nếu muốn người khác không thấy cái video của mình, không thấy mặt mũi của mình đấy, thì chúng ta bấm vào nút stop video, tức là người ta sẽ không thấy, chỗ này nó sẽ tắt mất, tức là người ta không thấy mặt mình. Bấm mở lại tức là người thấy mặt mình. Ở đây chúng ta có sẽ share màn hình, nhưng mà share màn hình các bạn nên sử dụng ở trên laptop thì nó tiện hơn. Rồi như vậy thôi, nếu mà muốn các xem các thành viên nào đang tham gia thì chúng ta bấm vào nút participation, bấm vào đây. Ở đây thì có hai nhân vật đang tham gia. Thì ở trên cũng là Tomato Hường, ở dưới cũng là Tomato Hường, tại vì Hường đang tổ chức cái cuộc meeting này ở trên laptop và Hường mời tham gia nên là hai thành viên tham gia đều là Tomato Hường. Nếu có 100 người thì nó sẽ hiện ở đây 100 người ha. Rồi ở điện thoại thì các bạn có thể chat như thế nào? Để chat với những người tham gia cái buổi Zoom này, cái buổi cuộc gặp này, các bạn bấm vào participation. Bấm vào đây. Các bạn bấm vào chữ chat. Rồi các bạn gõ một cái điều gì đó. Ví dụ hello. Gọi là hello chẳng hạn. Đó, send là tức là người bên kia sẽ nhìn thấy. Rồi, các bạn kéo qua đây thì các bạn sẽ thấy là có những thành viên nào tham gia. Thì ở đây có hai thành viên đang tham gia, có Hường. Hai người đều là Hường. Hường đang tổ chức Zoom trên máy tính đó cả nhà. Đó. Cái người tổ chức cũng là Hường. Rồi, ok. Còn lướt qua đây thì chúng ta sẽ xem cái bài giảng. Nếu người tổ chức meeting họ xem màn hình ấy, thì chúng ta cũng sẽ thấy họ xem màn hình. Ví dụ họ xem màn hình. Ví dụ Hường thử xem màn hình ha. Ok. Đấy thì các bạn sẽ thấy cái màn hình của người của họ xem màn hình. Rồi chúng ta thấy hết ha. Ví dụ như lên clipbank.com. Như vậy thì chúng ta cứ ngồi nghe thôi. Gắn tai nghe vô và nghe thôi. Như vậy đó. Đấy là về cách sử dụng Zoom Meeting với vai trò là người tham gia. Còn nếu mà chúng ta muốn tham gia với vai trò là người tổ chức trên điện thoại, cái người host ấy, tổ chức cái buổi Zoom Meeting, thì chúng ta phải đăng nhập vào. Như vậy thì bây giờ tại giao diện này, nếu mà chúng ta không muốn tham gia cái buổi Zoom đó nữa thì chúng ta bấm nút leave. Nó hỏi chắc chắn rồi không? Chúng ta bấm leave meeting, tức là chúng ta đã rời khỏi cái buổi Zoom rồi. Như vậy bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể cài hình đại diện cũng như thay đổi cái tên hoặc là tổ chức một cái buổi meeting? Thì chúng ta phải đăng nhập vào, mọi người vào Zoom ha. Mở cái ứng dụng Zoom chúng ta đã tải vô thì chúng ta phải, một là bấm nút sign in. Nếu mà chúng ta đã có tài khoản rồi chúng ta bấm vào sign in để đăng nhập. Nếu mà chưa có tài khoản chúng ta bấm vào sign up ha. Bấm vào điền email, tên họ và bấm agree. Hoặc là các bạn không cần bấm vào nút sign up cũng được, bấm vào sign in. Và sau đó các bạn bấm là sign in with Google là được. Chọn cái Google thì cái email nó có sẵn ở trên điện thoại của mình. Nó sẽ giúp mình tạo ra một cái Zoom. Chúng ta Hường bấm vào email tomatohuong@gmail.com. Chúng ta có thể là host, bấm vào nút host để tự tổ chức một cái buổi Zoom. Đấy, để start a meeting, để tổ chức mời và mời người khác tham gia. Đấy, thì bấm vào nút start meeting. Đấy, thì ở đây Hường đã vừa tổ chức một cái meeting rồi. Thì bây giờ Hường mời người khác tham gia bằng cách là Hường bấm vào participants, bấm vào đây, rồi bấm vào nút invite, tức là mời người khác tham gia. Đấy, rồi chúng ta bấm vào copy URL, bấm vào đây. Sau đó Hường gửi cái link này đến cho ai đó. Nếu người đó nhấp vào cái link này thì họ sẽ tham gia vào cái cuộc meeting, tức là cái cuộc họp của mình. Bây giờ Hường giả sử gửi cho ai đó, gửi cho Hường ở trên Facebook, ở trên laptop chẳng hạn. Chúng ta gửi cái link này đây. Ai đó click vào cái link này họ, hoặc là họ nhập vào cái ID 50005046526 ấy. Tức là họ khi mà họ nhập vào cái ID này thì họ sẽ vào cái meeting của mình. Và ở đây thì mình sẽ tổ chức, mình có thể là
chat, share màn hình, chia sẻ, vân vân. Rất là đơn giản đúng không? Đấy, còn đa số các thao tác phổ biến và các thao tác nhiều hơn thì chúng ta nên sử dụng bằng laptop, thì chúng ta sẽ được nhiều thao tác hơn và sử dụng nó linh hoạt cũng như là chuyên nghiệp hơn. Hường vừa hướng dẫn xong cách cài đặt và sử dụng Zoom ở trên điện thoại, video tiếp theo sẽ chia sẻ về cách cài đặt và sử dụng Zoom ở trên máy tính, đón xem và cài đặt ngay để chúng ta sử dụng một công cụ tuyệt vời này nha. Đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube của Hường, đăng ký kênh để nhận những chia sẻ nhiều nhất về affiliate marketing, cách tạo thu nhập thụ động với affiliate marketing, cách kiếm tiền trên mạng và những kiến thức công cụ mới để các bạn có thể ngồi Việt Nam mà có thể bán được hàng, kiếm được hoa hồng cũng như là cách kiếm tiền ở trên internet. Comment bình luận một vài điều gì đó, nhớ nhấn chuông thông báo để nhận video tiếp theo nha. Ok, bye bye.